Ngày nay, mua hàng online đã trở thành lựa chọn của rất nhiều người, nhất là những người bận rộn. Thế nên mới có chuyện cứ vài ba bữa, dân mạng lại được phân rộn ràng về những thảm họa mua hàng online. Mà chẳng thà vì ham rẻ, vì dán không chuẩn như mẫu thì có gặp thảm họa, người ta cũng ngậm ngùi chấp nhận. Đằng này bỏ tiền triệu để mua một chiếc áo mà vẫn gặp chuyện ứng ứng thì đúng là không còn gì để nói. Câu chuyện mà vợ chồng chị Tờ gặp phải dưới đây là một ví dụ điển hình. Chẳng là chồng chị Tờ có đặt mua một chiếc áo với giá 1.100k từ Facebook có tên Nguyễn Cờ L. Tuy nhiên sau đó người bán bảo là báo nhầm, chiếc áo này phải 1.600k mới đúng thì chị cũng chuyển khoản ngay chứ không nề hà gì. Thế nhưng việc chuyển hàng lại không được suôn sẻ lắm. Không biết vì lý do gì mà người bán lần lửa hứa từ thứ 5 đến thứ 7 và cuối cùng phải đến tận thứ 3 tuần sau, nhà chị Tờ mới nhận được áo. Không những thế, chiếc áo 1.600.000 mà người mua nhận được lại được bọc trong túi ni lông và gói ngoài bìa giấy, y hệt hàng chợ 160k. Chiếc áo đặt hàng bên trái và chiếc áo nhận được bên phải. Vì không có hộp đựng và quá đơn rõ ràng nên nhà chị Tờ quyết định trả lại. Nhưng chị Nguyễn Cờ L lại không đồng ý, cho rằng người mua khó tính, sau đó vì chiếc hộp và khiến mình khó chịu, mệt mỏi. Tin nhắn của người mua và người bán. Vì chiếc áo có giá trị không nhỏ mà phía người bán cũng có các giải thích không thỏa đáng nên ngay lập tức, chia sẻ của chị Tờ đã khiến dân mạng chú ý. Đa số các ý kiến đều không đồng tình với người bán nhưng cũng người cho rằng đây là chuyện bình thường. Nghĩ nó trắng chưa? Còn nói cách so đo với khó tính nữa chứ. Người ta bỏ 1.600.000 chứ có phải 16k đâu mà không so đo. Mà kể cả có 16k đưa nữa thì cũng là tiền. May là tự đặt cho mình, chứ đặt xong rồi bảo nó xếp thẳng cho người yêu, người yêu lại tưởng mua 160k thì tình cảm lại đi xuống ối nhỉ. Mình cũng bán hàng kiểu này. Án về có túi nhưng nếu biết chơi án thì sợ án xịn là biết ngay thôi à. Nhưng cách gói hàng tệ quá, phê bình người bán án nhé. Chị đồng nghiệp chỗ mình mua hàng tiền triệu cũng toàn bọc như thế này, nhưng mà hàng vẫn đẹp. Số người ta gói như thế này cho chắc chắc với nhẹ cân thôi. Bình luận của dân mạng. Hiện tại chưa rõ đúng sai, thật giả thế nào nhưng dân tình vẫn đang để lại nhiều ý kiến khác nhau phía dưới bài viết của chị Tờ.